Giờ này của anh chị bên Việt Nam ngủ rồi, nhưng mà có một chút thời gian rảnh nên cho nị lên nói một chút một số vấn đề cũng cũng khá là quan trọng. Thì mình đợi cho quý anh chị vô rồi cho nị có một câu chuyện muốn kể cho quý anh chị nghe. Đợi quý anh chị vào. Không biết là hôm nay mình livestream có ai coi không. Hai của anh chị. Dạ hai anh. Dạ chào anh. Chào anh Hoàng Tuấn Bạch. Hai anh Felix Trịnh, hai chị Uyên Phạm, hello Derek Trần, dạ chào anh Quốc Bảo Trần, long time không có nói chuyện, không có thời gian tâm sự, trao đổi tâm tình với quý anh chị. Hôm nay mình lên mình tâm sự đêm khuya chút nha. Hello chị Mary. Hello Quy Nguyễn. Chào chị Tina Trần. Alright. Cái thông tin hiện nay là ở bên Việt Nam á, Cộng sản đang tìm cách là sẽ chặn và block cái Facebook, với lại block ngăn chặn cái YouTube, không có cho người Việt Nam vào để mà tìm hiểu thêm thông tin, những cái thông tin ở người Việt hải ngoại đang muốn truyền tải đến các bạn bên Việt Nam. Thì hôm bữa Jenny cũng đã có để lên post lên cái status của mình là các bạn mà ở bên Việt Nam thì hãy nên download cái application Ultra Surf á, không biết gọi là cái phần mềm, mà tiếng Việt gọi là cái phần mềm đó, thì quý anh chị download về để mà mình có thể vượt cái tường lửa, rồi mình có thể coi những cái chương trình ở bên đây. Thì quý anh chị tải cái đó dễ lắm, quý anh chị chỉ cần bấm vô cái link đó, đã hôm bữa đã đưa cái link cho quý anh chị, quý anh chị bấm vô rồi download về máy của mình, rồi để cho nó chạy cái phần mềm đó, thì là mình có thể coi bình thường. Thì tạm thời bây giờ là như vậy, tại vì theo quý anh chị thấy là hiện tại cái phong trào mà đấu tranh dân chủ của người Việt hải ngoại rất là nhiều ở rất là nhiều nước, hiện tại là rất là nhiều người lên để chia sẻ thông tin và trao đổi thông tin với quý anh chị rồi. Nên Việt Cộng á, Cộng sản á, bây giờ cái chế độ nó rất là sợ. Tại vì chế độ Cộng sản thì nó rất là sợ sự thật. Mà nếu như mà càng nhiều người nói á, thì chứng tỏ là Cộng sản đang nó đang nói những cái chuyện giả dối, nên nó mới sợ sự thật. Thì chính vì vậy nó đang cố tìm cách để mà block Facebook. Thì hôm bữa cũng như anh Hoàng Tuấn Bạch cũng đưa thông tin là nó dùng một cái công ty nào đó để nó kiện YouTube là nó ký hợp đồng với những người bên đây, rồi những người bên đây là YouTube lấy những cái livestream của anh chị đấu tranh ở bên đây, những anh chị mà trao đổi thông tin với các bạn bên Việt Nam á, thì lại cái đó là vi phạm bản quyền. Thì thật sự là trên thì nhắc lại một lần nữa là trên này nhắc lại một lần nữa là toàn bộ quý anh chị bên đây không có ai ký hợp đồng với bất cứ một công ty nào hết để mà lên kiếm một cái lợi nhuận nào đó để lên đấu tranh dân chủ, hoặc là chia sẻ thông tin với quý anh chị, hoặc là trao đổi những thông tin với quý anh chị. Cái này giống như là trên này nghĩ là Cộng sản đang rất là sợ, nên họ kiếm đủ mọi phương thức, mọi phương cách để mà dập tắt cái con phong trào đấu tranh của những người Việt bên hải ngoại. Vì vậy quý anh chị đừng có tin ở bên Việt Nam, đừng có tin là ở bên này tụi này đâu có cần phải mà dùng cái cách này để mà kiếm tiền, đâu phải cần dùng cái đấu tranh dân chủ để mà kiếm tiền đâu quý anh chị. Cộng sản đang dùng giống như là nhiều âm mưu, nhiều chiêu trò để mà
phỉ báng cái danh dự của những người ở bên những người Việt bên hải ngoại. Nên quý anh chị bên Việt Nam cẩn thận. Và trên này nhắc lại một lần nữa, quý anh chị Việt kiều nên là cẩn thận. Tại vì hiện tại ở bên Việt Nam, phong trào đấu tranh dân chủ ở trên này không có vua đổ cả nắm, nhưng mà trên này nói thật là những người đấu tranh bên dân chủ bên Việt Nam á, là không có thể tin ai được. Tại vì hiện tại á, Việt kiều đang gửi tiền rất là nhiều về cho cá nhân đấu tranh dân chủ bên Việt Nam, nhưng mà thực sự á, là theo cá nhân của mình á, thì trên này không có tin tin tưởng ai hết. Tại vì nó sẽ dùng rất là nhiều chiêu trò để mà nó mị dân, không phải mị những người trong nước mà còn mị dân ở những người Việt ở bên hải ngoại, để mà những người Việt hải ngoại gửi tiền về để giúp đỡ họ, nhưng mà thật sự là họ không có đấu tranh dân chủ thật. Trên này nhắc nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi, thì nhất là quý anh chị Việt kiều nên cẩn thận, mình đừng có nên gửi tiền về để mà mình nuôi một cái cá nhân nào đó. Thật sự là nếu mà quý anh chị có lòng á, thì cho nên nghĩ là mình nên có một cái quỹ nào đó, và để cho một người nào đó đứng ra để mà giữ. Khi nào mà mình có một cái người dân đứng dậy biểu tình, thì lúc đó mình mới đem cái quỹ đó ra mình gửi về Việt Nam. Chứ thật sự bây giờ mà cái quý vị cứ gửi, mỗi người cứ gửi 100, 200 về cho một cái người đấu tranh dân chủ ở bên Việt Nam, thì thật sự là cái đó không có giúp được gì hết. Thật sự là nó không thể giúp giúp được cái gì cho phong trào đấu tranh dân chủ hết. Khi nào mà họ thật sự đứng dậy, họ thật sự biểu tình, thì lúc đó mình mới dùng cái quỹ đó ra mình gửi tiền về Việt Nam, thì lúc đó có thể giúp được phong trào đấu tranh dân chủ của những người trong nước. Mình gửi về là mình giúp toàn bộ một cái toàn bộ người dân, coi như là những cái hội đoàn mà họ đứng dậy thật sự đó, người dân mà đứng dậy thật sự đó, thì mình mới gửi tiền về mình giúp. Còn đằng này quý anh chị cứ thấy người ta làm chuyện tốt, người ta giúp người nghèo, người ta cầm cờ vàng chạy vòng vòng, quý anh chị cứ gửi tiền về, nó không có giải quyết được vấn đề, nó không có giải quyết được cái phong trào của mình. Trên này đã thấy và đã nói rất nhiều lần, nhưng mà hiện tại thì cũng rất nhiều người vào và than phiền là đã gửi tiền về Việt Nam rồi, nhưng mà gửi tiền xong rồi bây giờ mới phát hiện ra là người đó là cộng sản, dư luận viên cao cấp, hoặc là những người trong trong đảng, trong đoàn. Thì cái điều này rất là cho nên rất là tiếc là quý anh chị không có nhìn rõ được bộ mặt của bản, coi như là bộ mặt thật của đảng cộng sản, hoặc là bộ mặt thật của bản chất của những cái người làm việc cho đảng cộng sản là hết sức là giả dối. Tại nó có thể làm nhiều trò lắm quý anh chị. Quý anh chị thấy ông Vũ Quang Thuận rồi đó, ổng còn mặc cả đồ của cộng sản mà làm sao ổng chống cộng sản được, đem cả tôn giáo vào để mà nói, để mà đấu tranh dân chủ, thì cho nên thấy cái điều đó hết sức vô lý. Tôn giáo là tôn giáo của mỗi mỗi người, mình phải nên tôn trọng, đúng không quý anh chị? Thì ở bên Việt Nam á, nhiều nhất là thời gian, quý anh chị hiểu không? Còn ở bên Mỹ á, hoặc là ở bên những nước khác, thì người ta không có thời gian để ăn, không có thời gian để ngủ, đi không có thời gian để làm việc nữa. Nên cái cách mà người ta có thể lên livestream để chia sẻ trao đổi của quý anh chị rất là ít. Chúng tôi phải cố gắng dành thời gian rất là nhiều vì bận chuyện gia đình, chuyện ngoài xã hội, chuyện rồi chuyện đi làm, thì không có nhiều thời gian để mà gặp gỡ quý anh chị. Còn ở bên Việt Nam thì họ rất là rảnh, nhiều nhất là họ có nhất là nhiều thời gian lắm, nên họ có thể làm livestream liên tục, họ có thể làm clip liên tục để mà chiêu dụ quý anh chị, giống như là làm cho quý anh chị mờ mắt đi, quý anh chị không có thấy rõ sự thật. Thật sự ở bên Việt Nam bây giờ trên thì không có tin ai hết. Thì cho nên chị muốn gửi cái gọi là cái là ý kiến cá nhân của mình thôi, không biết là quý anh chị thấy thế nào. Nhưng mà cho nên có một lời khuyên đến quý anh chị là phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Bây giờ đấu tranh dân chủ bên Việt Nam rất là nhiều người lợi dụng để mà có một cái lợi ích cho bản thân. Thật sự là không phải một mình ông Vũ Quang Thuận mà rất là nhiều người bên Việt Nam, thật nếu họ nói hay, họ nói giỏi thì họ mới lấy được lòng tin của quý anh chị, và quý anh chị mới gửi tiền về cho họ, đúng không? Chứ những người mà nói tào lao lên thì quý anh chị đâu có tin họ, quý anh chị chỉ tin một lần hai lần thôi chứ quý anh chị đâu có tin hoài. Nên những người mà nói chuyện càng hay thì quý anh chị càng nên cẩn thận, nói chuyện có cái sự thuyết phục của họ càng nhiều thì quý anh chị càng nên cẩn thận. Và trên thì gửi
gửi những cái lời kêu gọi ngày 5 tháng 3 năm 2017 là cái ngày tổng biểu tình của cha Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi, thì mong quý anh chị bên Việt Nam đừng có nên sợ hãi nữa, tại vì sợ hãi cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết. Cố gắng cùng chung tay mình đoàn kết để mình đứng dậy ngày 5 tháng 3 đó quý anh chị, sắp tới rồi. Không biết là quý anh chị bên Việt Nam có chuẩn bị gì chưa? Quý anh chị cùng nhau đứng dậy nha. Tại vì nhất là những bạn trẻ đó, mình nên đứng dậy để mình bảo vệ, mình đi chung nhóm để mình bảo vệ những người lớn tuổi và những người phụ nữ, trẻ em đó, thì cần sức mạnh của quý anh chị. Theo quý anh chị đã biết, bây giờ đó công an đó, là đang nuôi cộng, gọi là công an nó đang nuôi giang hồ, gọi là những cái người mà côn đồ đó. Sorry, tự nhiên mắt nó cay quá. Coi như là công an nó nuôi những cái tụi đó, thì để mà nếu mà có một cái cuộc biểu tình nào đó, một cái cuộc đứng dậy của người dân đó, thì những cái đứa này, những cái thằng này nó sẽ đổ ập ra để nó đàn áp, nó đánh đập những người dân biểu tình, gọi là biểu tình ôn hòa đó. Jenny đã nói rất là nhiều lần rồi là mình không có biểu tình ôn hòa được nữa. Bây giờ mình phải biểu tình nhưng mà mình phải có tự vệ. Quý anh chị phải có cái gì đó để tự vệ cho bản thân mình. Thì quý anh chị cũng biết rồi, Jenny đã share rất là nhiều thông tin ở trên cái status của mình đó. Thì mong là quý anh chị vô đọc nhớ là phải có biểu ngữ nha quý anh chị. Biểu ngữ tiếng Anh, tiếng gì, tất cả mọi tiếng nào quý anh chị biết thì quý anh chị cứ để vô. Và cái biểu ngữ đó thì Jenny cũng đã in đã ghi cái mấy cái câu tiếng Anh ở trên đó, thì quý anh chị có thể lên lấy về rồi viết, rồi mình chuẩn bị cho cuộc biểu tình của mình kỳ này nó phải có tổ chức hơn, mình làm cho nó gọi là chi tiết hơn, tổ chức rõ ràng hơn để mà cái cuộc biểu tình nó thành công hơn. Còn lần trước thì mình làm chưa có tổ chức, chưa có gọi là rõ ràng lắm, nên mình bị đàn áp đánh đập. Mình không muốn kỳ này bị dân của mình bị đàn áp đánh đập nữa. Ok, để cho Jenny block. Các bạn hay có những cái bạn dư luận viên vô hay nói là ai nói cũng hay, về thì có ngon thì về Việt Nam đi. Thưa quý anh chị, cái công cuộc đấu tranh này là của quý anh chị. Những người ở bên đây như chúng tôi chỉ là những người vào đây để mà ủng hộ quý anh chị, rồi đồng hành cùng quý anh chị và trao đổi thông tin với quý anh chị. Và nên nhớ là lúc nào chúng tôi cũng ở đây và luôn luôn đồng hành cùng quý anh chị. Còn cái chuyện mà gọi là đấu tranh là của quý anh chị, còn chúng tôi là những người góp lên tiếng nói của mình. Và có thể là nếu mà quý anh chị đứng dậy thì chúng tôi cũng sẽ góp một phần công sức, gọi là một chút gì đó cho quý anh chị. Như chúng tôi sẽ cùng nhau để góp sức lại, rồi để góp những một số trong khả năng của chúng tôi, là chúng tôi sẽ góp một số ít tài chánh để mà chúng tôi có thể gửi về để giúp quý anh chị. Chứ quý anh chị hay cứ nói là tại sao không về đấu tranh dân chủ. Thật sự là chúng tôi đang ở đây là chúng tôi đang đấu tranh cho quý anh chị, chúng tôi đang lên tiếng cho quý anh chị đó. Thật sự là có nhiều người bên đây, 4 triệu người, 5 triệu người Việt Kiều, có người nào, bao nhiêu người lên tiếng đâu quý anh chị. Quý anh chị thử đếm đi mấy người lên tiếng. Mà chúng tôi ngồi đây, chúng tôi lên tiếng là chúng tôi đang hành động, chúng tôi đang giúp quý anh chị rồi. Và tôi cũng nói thêm là nếu như mà phong trào đấu tranh có người đứng dậy, có người đi biểu tình, thì tôi nhất định tôi sẽ góp một phần, có thể là không nhiều, gọi là một chút gì đó trong khả năng của tôi thì tôi cũng sẽ giúp. Và tôi cũng sẽ, ai đứng ra là làm cái quỹ đó thì tôi sẽ gửi tiền để giúp cho cái quỹ đó và giúp cho những người ở bên Việt Nam. Tôi thì lúc nào tôi cũng phản đối, cho nên lúc nào cũng phản đối là không có nên gửi tiền về Việt Nam để mà nuôi cộng sản, để mà làm cho cái đảng nó lớn mạnh, để mà làm cho tài chánh kinh tế của nó càng ngày càng lớn mạnh, thì nó sẽ không bao giờ sụp đổ. Lúc nào tôi cũng nói câu đó. Nhưng mà khi mà có biểu tình, một khi mà dân đứng dậy, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ giúp một phần trong khả năng của chúng tôi về tài chính. Chứ tại vì đấu tranh thì cũng phải có tiền mới đấu tranh được, không phải không quý anh chị? Nếu mà không có tiền làm sao đấu tranh được. Mà những người đấu tranh thực sự đó quý anh chị, họ khó khăn lắm,
Họ không có tiền đâu quý anh chị, không có tiền để mà di chuyển nữa, không có tiền đổ xăng để mà di chuyển, không có tiền để mà mua phone để mà lên làm livestream nữa quý anh chị. Còn những người quý anh chị thấy không, những người mà thường xuyên lên làm livestream, những người mà thường xuyên gọi là lúc nào cũng lên lên mạng để show up ra, thì những người đó chưa chắc là đấu tranh dân chủ thiệt đâu quý anh chị. Không biết tại sao tự nhiên cái mắt cay quá quý anh chị ơi. Ok, bây giờ và mới đây mới thấy một cái chuyện là cái ông nào đó để trên này đọc cái và các bạn Nguyễn Thanh Tịnh này có một cái website về Ultrasoft đó quý anh chị. Cái website này là có thể vào để download về và vượt tường lửa đó quý anh chị. Không biết sao mắt đau. Quý anh chị, cái chuyện mà Formosa nó tiếp tục thải độc đó, thì Jenny nghe được cái thông tin mới là hiện tại là nó đang cố gắng để mà nó thải nhiều độc thêm, để nó giết thêm cá, để nó giết thêm người dân nữa. Thì không biết là người dân có biết chuyện đó không, mà người dân có biết, người dân có vẫn còn im lặng. Và chừng nào họ mới đứng dậy đây, chừng nào họ mới đấu tranh cho cái quyền của mình đây, hay là cứ từ từ để cho nó chết từ từ, nó tiếp tục nó xả thải rồi tiếp tục ô nhiễm môi trường, tiếp tục giết chết cá, giết chết toàn bộ thủy hải sản, giết chết bốn khu vực miền Trung, mà không chỉ có miền Trung thôi đâu quý anh chị. Nếu mà nó xả thải, tiếp tục xả thải như bây giờ thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến miền Nam và miền Bắc nữa, không chỉ có miền Trung đâu. Từ từ nó sẽ lan ra rất là nhanh, tại vì quý anh chị biết là nước mà, nước là nó sẽ lan rất là nhanh, nó lan rất là nhiều vùng chứ không chỉ là miền Trung. Bây giờ thì có thể là ở miền Trung thôi, nhưng mà sắp tới tương lai nó sẽ lan ra những vùng khác nữa. Rồi quý anh chị vẫn ngồi đó im lặng sao? Cái tánh mạng của mình đang gặp nguy hiểm mà quý anh chị vẫn ngồi đó hay sao? Tánh mạng và con cái của mình, bản thân của mình không nói đi, rồi con cái của mình sau này nó như thế nào nữa quý anh chị? Thì không không có tưởng tượng được, tại vì la làng tối ngày giờ la hết nổi rồi, bây giờ phải nói chuyện nhỏ nhỏ lại thì nói nữa là ngày mai tắt tiếng không nói được nữa. Nên nói gì nhỏ không biết là quý anh chị có nghe không. Và bây giờ hiện tại oh my god, bây giờ DJ ở bên Việt Nam còn làm mấy cái trò gì không hiểu, cởi đồ ra đứng nhún 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 nhảy nhảy phơi thân thể, khoe thân thể ra. Giờ Việt Nam rất là nhiều chuyện, không có biết chuyện gì mà nói trên này nói, không biết chuyện gì để mà nói luôn, tại vì nhiều chuyện xảy ra quá rồi. Ok, vậy bây giờ hôm nay trên này chia sẻ thêm một cái thông tin của một chị bạn. Của trên này cũng mới gặp chị một vài bữa hôm nay thôi, nhưng mà chị có nhờ trên này một việc, nên hôm nay trên này lên làm livestream để nói về cái việc này là chính. Còn cái việc hồi nãy giờ trên này muốn trao đổi với anh chị thì là trên này đã chia sẻ xong rồi. Bây giờ trên này nói đến cái chuyện này một chút xíu nha quý anh chị, mà mong quý anh chị thông cảm, quý anh chị cố gắng lắng nghe giùm và chia sẻ thông tin giùm nha. Trên này đọc luôn nguyên một cái bài và bài báo này của chị để mà chia sẻ thông tin quý anh chị. Tìm lại cội nguồn chuyện của cô Trương Thị Thùy Minh tìm cha. Không biết quý anh chị thấy rõ không? Chắc không thấy rõ. Vậy Jenny đọc cái câu chuyện này lên nha quý anh chị. Cha con là một người lính Việt Nam Cộng Hòa tên là Trương Văn Châu. Quý anh chị nghe rõ không quý anh chị? Ok, mình tiếp tục ha. Thuộc sư đoàn 5 bộ binh có nhiệm vụ giữ an ninh trong ấp Bến Đất, xã Lai Khê, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Năm 1974, ông gặp mẹ con là Trần Thị Hải, trú ngụ
cùng tại địa phương này, hai người yêu nhau và có kết quả là đầu tháng 12 năm 1974. Con ra đời với khai sanh tên là Trương Thùy Minh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 mất nước, con và mẹ vẫn ở tại địa chỉ của cô, vẫn tại địa chỉ cũ trong 18 năm. Con lớn lên không có cha, hỏi mẹ thì mẹ nói là cha con đã chết rồi. Năm 1993, con theo chồng sau của mẹ sang Mỹ, đã được học hành và có gia đình. Hiện tại có chồng và công việc làm ổn định. Từ khi biết khôn lớn, con vẫn canh cánh bên trong lòng chuyện cha con là Trương Văn Châu bây giờ ra sao, sống hay chết. Nếu sống thì phiêu bạt nơi nào, nếu chết thì mồ mả ở đâu. Nhiều khi con tin rằng cha con vẫn còn sống, và đôi khi con nghĩ rằng vì người đàn ông phụ bạc, mẹ con vẫn đã giận hờn, nói với con là cha con đã chết rồi. Tâm nguyện của con là đi tìm lại gốc gác, nguồn cội. Nếu cha con chết rồi thì còn có ông bà nội, anh em của cha con. Và tên con là Trương Thùy Minh. Điện thoại thì Jenny, chút nữa Jenny post cái này lên. Kèm theo bức thư là ba tấm ảnh. Một là của mẹ con. Bà là Trần Thị Hải thời còn trẻ. Hai là ảnh của con Trương Thùy Minh. Ba là một ảnh nhỏ lúc mà con còn đã trưởng thành. Qua tiếp xúc với Trương Thùy Minh, cô cho biết là không nghe mẹ cô nói về cấp bậc của cha cô trong đơn vị chính xác. Cậu cô thì cho biết là ông Trương Văn Châu mang cấp bậc trung úy. Dì cô nói là ông Châu là lính trợn. Trong tờ khai sinh đính kèm ký ngày 30 tháng 12 năm 1974 thì tên cha ghi rõ là Trương Văn Châu. Một bên thì tờ khai sinh có ghi những dòng chữ. Oh my god, cái tờ này, tờ báo này nó cũ quá, trên này đọc không có rõ. Khai nhận đứa con sau đây là con khai sinh của tôi và của Trần Thị Hải, bằng lòng cho nó lấy họ cha, ký tên là Trương Văn Châu, nơi mà Trương Thùy Minh đã đến trước tiên để mong kiếm được người cha và tên chức của cha là Hội HO Cứu Trợ TP, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong hồ sơ thương binh của hội này có hai thương binh tên là Trương Văn Châu. Người đầu tiên là cư trú ở Bình Dương, nhưng khi cô tìm đến người này thì là tuổi tác và đơn vị hoàn toàn không không khác biệt với ông Trương Văn Châu, cha của cô. Ông Trương Văn Châu thứ hai thì ở phường 14, quận 8, Sài Gòn. Ông này trước ở sư đoàn 5, tuổi tác gần như phù hợp với tin tức của cha cô, nhưng tiếc rằng ông Châu này đã qua đời cách đây 6 năm, do đó không thể nào tìm thêm được những chi tiết về sự liên quan giữa cha cô và ông Châu này. Tuy vậy, cô Minh vẫn coi đây đúng là một gia đình của cha cô đã hết lòng giúp đỡ, liên lạc qua lại với nhau, biết là những người con của ông này đang sống trong một hoàn cảnh rất là khó khăn nên cô đã giúp đỡ rất nhiều. Nhưng gần đây, cô Minh đã quyết định lấy mẫu thử DNA của hai người con của ông Trương Văn Châu ở Sài Gòn để so sánh với DNA của cô thì kết quả không hoàn toàn phù hợp. Có nghĩa là những người con của ông Châu này không cùng một cha sinh ra. Chứ đi đọc không. Cô tâm sự với chúng tôi là vì làm nghề địa ốc, và có hôm cô lái xe limousine để coi nhà với khách hàng thì cô nhìn thấy ở bên vệ đường có một
ông bà già người châu Á đang đi đang đi lạc đang đang đi gọi đang đi lạc lụm thùng rác, bỗng dưng cô nghĩ biết đâu là ông bà nội của cô trong hoàn cảnh chiến tranh ly loạn của đất nước, có thể cha cô đã không còn. Nếu còn sống, năm nay ông cũng chừng 65 tuổi. Nhưng sự mong mỏi của cô là tìm về cội nguồn. Nếu ông, bà nội hay chú bác, để hoặc là chú bác để mà an ủi cô, có một gia đình bên nội. Ghi lại hoàn cảnh này và trình bày hoàn cảnh của một người có lòng đi tìm về cội nguồn và tìm người cha thất lạc. Chúng tôi xin kêu gọi anh em cụ quân nhân thuộc sở đoàn 58B khu Tiểu Bình Dương, hoặc có thời gian trước năm 1975 sống tại ấp Bến Đất, xã Lai Khê, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có biết tin tức gì về một người lính mang tên Trương Văn Châu, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để đưa tin tức. Oh my god, thì sorry quý anh chị đọc không ra. Tại vì cái chữ trên báo nó mờ quá, đọc không được. Nên chắc là đọc hơi bị sai, nhưng mà Jenny chờ cái chị Trương Thùy Minh này, chị nhờ Jenny đọc cái tin tức này lên để mà tìm kiếm cha của chị là người lính Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ không biết sống chết ra sao, cũng không có đã tìm rất là nhiều mà cũng nhờ rất là nhiều hội tìm nhưng mà cũng không tìm thấy. Thì nếu mà quý anh chị nào mà có coi qua cái clip này mà có biết tin tức của cái chú Trương Văn Châu á, thì xin liên lạc với chị Trương Thùy Minh hoặc là liên lạc với Jenny để mà Jenny sẽ gửi thông tin đến chị, để quý anh chị biết là khi thời xưa là còn loạn lạc đó, chiến tranh đó, năm 1975, thì trước năm 1975 là mình bị mất nước, thì có thể là những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa này hy sinh trong trận đấu tranh thì họ không có biết tên tuổi, nên có thể là lập cái bia mộ làm về những chiến sĩ vô danh, hoặc là có thể chú Trương Văn Châu vẫn còn sống nhưng mà mình không biết là bây giờ hiện giờ chú ở đâu, nên là cho nên mới chia sẻ cái thông tin này lên. Nếu như mà quý anh chị có biết được thông tin này thì xin vui lòng liên lạc với Jenny này nha, còn không thì Jenny sẽ để cái số Sorry quý anh chị, trên này sẽ để cái số điện thoại của chị Trương Thùy Minh lên đây, thì quý anh chị trực tiếp, có thể quý anh chị trực tiếp gọi điện thoại cho chị Trương Thùy Minh. Nếu mà những bạn bên Việt Nam không thể gọi điện thoại được qua đây thì có thể vào Facebook để inbox trên này, rồi trên này sẽ cho số điện thoại và cho thêm thông tin để mà tìm gọi là biết rõ hơn. Nhưng mà nghe của chị kể chuyện thì cũng có rất là nhiều chuyện xảy ra, tại vì cũng nhiều người lợi dụng cái việc tìm kiếm cha của chị để đưa những cái thông tin giả, thì mong quý anh chị hãy thông cảm, tại vì chị này cũng đang muốn là rất là muốn tìm cha của mình, nên là mong quý anh chị đừng có lợi dụng những cái việc này để mà lường gạt người khác để kiếm lợi ích cho bản thân. Thì trên này không biết là đọc cái này khó đọc quá quý anh chị, chắc trên này phải để nguyên cái hình này lên lên ở trên tường của mình để cho quý anh chị đọc. Sorry quý anh chị nhiều đọc không có rõ, thì thật sự là không thấy rõ, cái chữ nó rất là mờ. Giờ thì quý anh chị biết là ba mẹ con cái luôn là một cái dây gắn kết với nhau, cho dù đi đâu, có dù mất tích thì mình cũng cố gắng mình tìm về cội nguồn, mình tìm về cái người sinh ra mình. Thì mong là quý anh chị hãy giúp chị Trương Thùy Minh này nè, để mà chị có thể kiếm được về cái người lính Việt Nam Cộng Hòa, thứ nhất là người lính Việt Nam Cộng Hòa, thứ hai là cha của chị đã hy sinh, không biết là có hy sinh hay chưa, nhưng mà là một cái người người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Trên thì kết thúc cái cuộc nói chuyện ở đây. Chào quý anh chị.